dâu về bạn mà tan về vợ. Còn nếu lấy vợ về mà cái thằng con vợ cứ hét một câu mà thằng Trần 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 lại cúp đuôi như cún ấy chạy là biết mẹ. Đời thằng ấy chết mẹ từ ngày làm đám cưới rồi. Mất tiền là mất tự do. Mất tiền là mất nô lệ. Để nó kiểm soát túi tiền của mình. Không có người nào ngu hơn. Một thằng đàn ông oai phong lẫm liệt và bản lĩnh, lấy vợ về, làm ra tiền, đưa hết tiền cho vợ, trở thành một thằng hèn. Bố mẹ đau bệnh, muốn cho bố mẹ 1.000 cũng phải phụ thuộc vào vợ. Anh em thân thiết, con cháu trong nhà thương quá, muốn mua cho cái áo cái quần ngày xưa chưa lấy vợ, muốn mua gì thì mua. Bây giờ lấy vợ về rồi, nó kiểm soát chặt chẽ, muốn cho cháu có đồng không có. Những con đàn bà đó không bao giờ muốn xem cái live stream này. Nhưng đó không bao giờ là người đàn bà tốt. Nếu mà bạn bằng chứng bạn thấy cuộc đời của bạn ấy, là nếu bạn lấy vợ về mà cuộc đời của bạn sang hơn, giàu về bạn và sang về vợ. Giàu về bạn và sang về vợ. Còn nếu lấy vợ về mà cái thằng con vợ cứ hét một câu mà thằng Trần thằng chồng này cúp đuôi như cún ấy chạy là biết mẹ. Đời thằng ấy chết mẹ từ ngày làm đám cưới rồi. Nói thì nó sát muối vào lòng. Và tôi nói với các bạn, đàn ông hay đàn bà cũng vậy, mình phải kiểm soát được cái túi tiền mình làm ra. Mình phải kiểm soát được túi tiền. Và đó là đệ tử của mình. Bạn nên nhớ, vợ bạn nó có thể bỏ bạn bất kỳ lúc nào, nhưng mà tiền của bạn ấy, nếu mà vợ bạn nó bỏ bạn xong lại nó lại ôm cả tiền bạn đi thì bạn sẽ thất bại toàn phần. Ta nói thì sốt sàng lắm, nhưng mà ta nói bằng kinh nghiệm và ta nói bằng cái trí tuệ của nhân loại. Nhiều người không muốn nghe đâu, bởi vì mày đang ở cái thế đấy, mày bịt lỗ tai lại, mày nghe ai không kệ mày thôi. Nhưng tao đánh thức những thằng đang ở ngã ba đường. Xin lỗi bạn đi, vợ bạn mà nó bỏ bạn mà bạn lại đưa tiền hết cho nó thì tôi nói thật với bạn là bạn trắng tay, bạn mất đất và bạn hủy nguyện chính cuộc đời của mình. Cho nên vợ mình nó có thể bỏ mình nhưng tiền mình nó vẫn ở với mình đấy. Nếu mình biết giữ nó thì vợ mình nó có thể bỏ mình, nhưng đừng bao giờ để tiền của mình nó lạc mất. Mình vẫn phải còn tiền. Tương tự như vậy, đàn ông cũng vậy. Đàn bà lấy đàn ông cũng vậy. Đàn bà lấy đàn ông cũng phải có đồng riêng. Nhiều thằng đàn ông cũng hèn lắm. Nhiều thằng đàn ông ấy cũng xoay mói với vợ từng đồng. Vợ nó lấy chồng nó vẫn có gia đình. Người đàn bà người ta lấy chồng người ta vẫn có bố mẹ người ta. Người ta vẫn có anh em bên ngoại nhà người ta. Người ta vẫn có con cháu trong gia đình nhà người ta. Người ta cũng có quyền riêng tư. Cho nên kể cả là phụ nữ lấy chồng cũng vẫn phải có những tài khoản riêng. Và cái đó là đương nhiên như vậy. Con người chúng ta là hai vợ chồng nhưng là hai cá thể riêng nhau. Đừng bao giờ công khai hết tài chính cho mình cho chồng với vợ nghe. Tất cả những cái đó đều phải minh bạch. Và cái đó là đúng với đạo đức. Mất tiền là mất tất. Xin lỗi các bạn. Đầy người ấy, bảo là cái ông đấy đi tù khổ lắm. Lập gia đình và bị người kia kiểm soát tài chính cũng giống như một thằng đi tù vậy. Người ta đi tù của người ta còn có ngày ra. Mày kết hôn mà đưa hết tiền cho người ta là tù chung thân suốt đời rồi. Ngẫm đi.